thức ăn của mình. Đây là loại san hô khối, có những khối san hô to như một tảng đá lớn. Xung quanh tồn tại xen kẽ các loại san hô lá và gạc ngai, cùng với nhiều loài đặc trưng như ốc gai, ốc đá, các loài ký sinh khác. Ở độ sâu từ 6-20 mét, tính đa dạng của các loài san hô còn được thể hiện rõ hơn nữa. Len lỏi dưới những khối san hô, chúng tôi lại bắt gặp một con rùa trưởng thành. Khi ở trong địa hình phức tạp dưới biển, nó dễ dàng bỏ rơi chúng tôi. Rõ ràng vị trí của những dạng san hô với đại dương thật đáng nể. Song chính những dạng san hô này cũng đối diện với những nguy cơ hủy diệt bởi nhiều nguyên nhân từ cả thiên tai lẫn con người. Nạn phá hoại môi trường cũng ảnh hưởng đến một số động vật biển, đặc biệt là loài rùa. Rùa biển khi vướng vào túi ni lông, ăn phải các đồ thải mà con người vứt xuống đều có khả năng gây tử vong cao. Cùng với con người, sự phá hoại của thiên tai đã hủy diệt nhiều dạng san hô lớn. Đây là bãi san hô chết. Trước đó, cả vùng rộng lớn này là một bờ cát rộng nằm ở phía trước hòn Bảy Cạnh. Chỉ sau một trận bão vào tháng 11 năm 1997, tất cả các dạng san hô đã bị vỡ tan tành. Để có được một dạng san hô dày dặn như thế này, cần phải có một thời gian từ 30 đến 50 năm hình thành. Đặc biệt ở hòn Bông Lan, trước bão, độ phủ của san hô có tới hơn 50% diện tích, giờ chỉ là con số 0% lượng san hô sống. Cùng với việc săn bắt ốc tù và gây nên tình trạng bùng nổ sao biển gai, một loài chuyên ăn san hô, các dạng san hô còn đối diện với những nguy cơ khác cũng từ con người. Điều nguy hiểm là những hoạt động đó tuy chỉ ở phạm vi nhỏ nhưng lại diễn ra thường xuyên và ảnh hưởng trực tiếp. Cứ như vậy, hàng ngàn lớp san hô được hình thành qua nhiều thập kỷ, chỉ trong một khoảng thời gian không dài đã bị hủy diệt hoàn toàn.